Chào mừng tất cả các bạn đến với video học JavaScript của Học viện Công nghệ VietPro. Lại tiếp tục với series là phương pháp xử lý chuỗi. Wow, phương pháp xử lý chuỗi cực kỳ nhiều, đúng không? Thì chúng ta lại tiếp tục với một cái phương thức tiếp theo, của nhóm phương thức tiếp theo, đó là phương thức làm thay đổi cái hình dạng hoặc là kết cấu của chuỗi, đúng không? Mình sẽ vào luôn. Ở đây mình đã liệt kê ra những cái phần nó giúp chúng ta làm thay đổi hình dạng cũng như kết cấu của chuỗi rồi. Ở đây mình sẽ làm ví dụ như sau. Mình cho một cái là donut result bằng đưa cái chuỗi vào str.toOkay. Và chúng ta xem kết quả là ra cái gì nhá. Mình sẽ lốc cái đồ à xin lỗi đây là va nhá, mình đang nhầm trong PHP result rồi, con chữ s mình qua đây F12 lại xem console refresh lại đó, các bạn thấy không, tất cả các cái chuỗi đây này nó đều in hoa hết, giống như cái câu comment đây mình có nó ghi này, in hoa tất cả các chữ đúng không? Rồi, tương tự như vậy với in thường. Các bạn nhìn nha. Câu chữ S, các bạn quay đây xem. Đó, kể các bạn có in hoa ở đây chăng nữa, chữ phúc này, thì nó cũng in thường mà thôi. Chuyển đổi tất cả các chữ thành in thường hết. Đó, các bạn thấy không? Vẫn Nguyễn Thị Phúc in thường. Rồi, ngoài ra cái str stream nữa, nó giúp chúng ta loại bỏ những khoảng trắng ở hai phía của chuỗi. Ví dụ hai phía tức là đây này. Đó. Mình sẽ lốc cái str ra đã nhá. Cho các bạn xem là cái chuỗi này ra sao. Đó, các bạn thấy có khoảng trắng đây không? Và đây này. Bây giờ mình để loại bỏ khoảng trắng ở hai bên ấy thì mình sẽ dùng là str stream. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ hiển thị cái kết quả result ra xem nó có loại bỏ hai khoảng trắng này không nhá. Đó, các bạn thấy không? Nó loại bỏ giúp chúng ta hai cái khoảng trắng ở trong chuỗi rồi. Đó là toàn bộ những cái phương thức cái này thì mình sẽ phải ghi lại nhá. Đó là cái phương thức thay đổi hình dạng chuỗi này. Đây là phương thức thay đổi hình dạng chuỗi. Đó. Thì nó chỉ có từng này thôi, có nhóm của nó chỉ có từng này thôi. Thì mình đã giới thiệu cho các bạn xem rồi, cái phương up to k in hoa in thường rồi loại bỏ khoảng trắng rồi, thì video này nó chỉ ngắn thế thôi, mình xin phép được kết thúc ở đây, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, chúc bạn tập tốt, xin chào.